Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Để giảm được số kg như mong muốn, hai sáng cao Thái Hà phải nhịn ăn 3 ngày liên tục. Tuy nhiên phương pháp giảm cân phản khoa học này đã khiến nữ diễn viên bị viêm dạ dày. Những năm trở lại đây, Cao Thái Hà là diễn viên được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho những bộ phim đình đám. Không chỉ thành công với vai trò diễn xuất, người mẫu ảnh mới đây mợ hai sáng còn được mời trình diễn tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại Hà Nội. Đằng sau những bước cắt toát chuyên nghiệp cùng thần thái sắc lạnh, Cao Thái Hà khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ phương pháp giảm cân. Để có thể mặc vừa trang phục diễn, người đẹp họ Cao phải nhịn ăn liên tục trong vòng 3 ngày và chỉ uống nước. Thậm chí trước khi lên sàn run người, cô chỉ uống một chút sữa để lấy sức. Tuy nhiên với phương pháp giảm cân sai khoa học này, Cao Thái Hà đã gặp ngay hệ lụy khi thông báo bị viêm dạ dày phải nội soi. Trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Hà cũng không quên chia sẻ đến mọi người, đồng thời khuyên không nên học theo cách giảm cân giống như mình. Mọi người ơi! Mấy hôm nay báo đưa tin cách Hà giảm cân trước show diễn nên nhịn ăn liên tục 3 ngày, mọi người tuyệt đối đừng làm theo nha, có hại cho sức khỏe lắm, như Hà bây giờ bị viêm dạ dày phải uống thuốc liên tục 2 tháng rồi phải nội soi nữa. Nên Hà khuyên mọi người giảm cân đừng làm giống Hà nha, tập thể dục và ăn ít tinh bột lại là cách tốt nhất cho mọi người nha. Cao Thái Hà chia sẻ. Cao Thái Hà giảm được 2kg chỉ sau 3 ngày nhịn ăn. Vậy mới thấy để có được những hình ảnh đẹp nhất gửi đến khán giả thì người nghệ sĩ bắt buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ. Không ngại hóa thân mình ở bất kỳ vai diễn nào, Cao Thái Hà liên tục cho khán giả thấy được sự đa dạng và cố gắng không mình của mình. Hiện tại hai bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa và Bán Chồng có sự góp mặt của Cao Thái Hà đang được khán giả truyền hình rất yêu mến. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.